Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Ở tập trước thì mình đã có chuyến khám phá rất là dài và cuối cùng cũng đã tìm được một cái khu rừng rồi các bạn ơi. Và đặc biệt nhất là mình cũng đã thần phục được Thunderous rồi. Thunderous thì khá là mạnh nha, nhưng mà có điều hơi cục súc một xíu. Đánh Pokemon là đánh tới ngẫm thì thôi á. Và Thunderous thì còn có thể biến thành dạng Therian á, dạng này thì mình mới có thể cưỡi hay sao á. Và ngoài ra thì mình cũng đã câu được Rare Ninja nè, một Pokemon có hình dạng rất là ngầu khi mà trở thành dạng Ash Rare Ninja. Và mình còn bắt được một Pokemon huyền thoại ở khu rừng gỗ sồi sẫm, đó chính là Necroma. Necroma thì đặc biệt ở điểm là mình có thể tạo ra cánh cổng Ultra nè. Nhưng mà cái kỹ năng này đang trong giai đoạn hồi triệu chiêu á các bạn ơi. Rồi và tạm thời thì mình sẽ cho mấy em Pokemon này vô bên trong lại nhá, để mình có thể bắt đầu công việc trong ngày hôm nay. Và trước khi làm công việc này á, thì mình cần phải vô trong nhà để chuẩn bị nguyên liệu cái đã. Để coi hiện tại thì mình cần thứ nhất là hắc diệm thạch rồi nè. Thứ hai là cần một ít cái aluminum plate. Thứ ba là cần redstone, kim cương nè. Mọi thứ mình sẽ lấy một ít nha. Và quan trọng nhất là mình phải lấy cái mấy cái fossil machine mà lần trước mình chế tạo bị nhầm á, và sử dụng nó trong ngày hôm nay luôn. Nhầm nhưng mà mình vẫn còn giữ lại các bạn ơi. Đâu rồi ta? Đây fossil machine top nè. Rồi và mình sẽ sử dụng mấy cái này để nâng cấp lên thành một cái máy. Đó chính là đây nè, Orange tăng và Green tăng á. Hai cái này thì mình sẽ ghép lại với nhau, cộng thêm một cái cọng dây chính giữa nữa, thì mình sẽ tạo thành một cái cloning machine. Và giờ thì mình sẽ xem công thức này trước nhá. Đi tính ra bây giờ mình còn thiếu thêm cái fossil machine display nè, để mình làm trước cái này nhá. Làm hai cái. Rồi sau đó là cần thêm cái gì nào. Ấn công thức đi cho nó nhanh. Cần fossil machine base. Cái này thì cần hai cái luôn đúng không? Một, hai nè. Ui tính ra bây giờ mình còn thiếu aluminum plate á. Tí mình sẽ làm thêm sau mới được. Và cuối cùng là còn thiếu cái fossil machine tăng. Cần xô nước và những cái tấm kính á. Không biết nhà chị tá còn mấy cái tấm kính không ta. Lần trước mình chế tạo như còn dư một ít hay sao ấy. Để giờ mình sẽ vô trong đó và kiểm tra lại. Còn nhưng mà gần hết mất tiêu rồi. Mình phải làm thêm nè. Đây làm thêm được 16 nữa. Giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít sắt ở đây. Và đi múc nước thôi. Cần thêm khoảng 2 xô nước nữa. À không, 3 xô chứ. Búp. Lấy ra đó, trả mình ba cái xô nước nè, thì ra múc tiếp thôi. May mà kế cái làng á có ngay cái giếng ở trung tâm luôn nên thoải mái trong việc múc nước luôn. Chết, trả lại cho thành nước dính cũ rồi đã, để mình còn múc hoài được á. Nước giếng làng múc nhanh quá là nó mất nước dính cũ ấy. Và làm thêm cái này nữa. Rồi vậy là mình đã đủ nguyên liệu để làm ra được hai cái fossil machine rồi nè. Giờ thì mình sẽ nâng cấp lên thêm một lần nữa. Mình sẽ làm cái orange tăng trước nè. Đây một cái orange tăng rồi. Còn một cái này coi còn thiếu gì ta. Còn thiếu emerald và một cái aluminum plate. Ui thế thì nó lại dễ quá. Giờ thì mình sẽ làm ra cái green tăng nhá. Đó, được hai cái tăng rồi. Cái này có đặt xuống được không? Ủa cái này không đặt xuống, khi nào mình chế tạo xong mới cho đặt xuống nha. Rồi và mình sẽ làm nốt cái cuối cùng coi. Cần hắc diêm thạch. Còn yếm. Mình thiếu một khối hắc diêm thạch. Đúng một khối luôn. Chôm đạp cái này. Chôm tạm cái này đi các bạn ơi. Khi nào mình cần xuống nether thì sẽ đào sau nha. Rồi và sau đó đi lấy cái redstone. À redstone mình có đủ rồi. Đặt theo công thức y như vậy nè. Búp. Đó, đã được rồi. Giờ thì chúng ta đã có thể làm ra được một cái cloning machine. Cái này dùng để tiến hành thí nghiệm của mình á, nên mình sẽ cho nó vô một nơi bí mật một xíu. Ui, nó nơi bí mật mà có chị này ngồi trong đây sẵn ơi. Nhà này, à nhà bên kia đi, nhà bên kia đi. Nhà này nó hơi chặt rồi. Nhà bên đây trống trải hơn nè. Đó, qua nhà này tiến hành thí nghiệm là hết sảy luôn. Thì ra cái cô bạn Musashi này đang trốn ở trong nhà. Được, cho chị này đứng trong đây luôn. Đặt cái cloning machine xuống coi.
Ồ, ủa đặt ngang không được hả ta? Mình muốn đặt ngang cho nó đẹp cơ. À đặt ngang vẫn được, đặt ngang vẫn được. Nhưng mà chị này đi ra được không? Chỗ sắp tới mình thí nghiệm mà. Đi ra đi. Tự nhiên vô đây núp. Lần trước mình gặp ở ngoài kia mà giờ là chui vô đây núp rồi. Và các bạn có thấy dòng chữ Insert Mew không? Tức là mình phải bắt một Pokemon Mew á cho vô đây thì mình mới có thể tiến hành thí nghiệm được. Và View thì từ từ mình sẽ đi tìm ở khu vực jungle sau nhá. Giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc chế tạo thôi. Ở đây thì mình có Thunderous nhưng mà chưa có trở thành dạng Thorian á. Nè Thorian nè, mình cần phải làm ra một cái kính cơ. Và cái kính này được mang tên là Reval Glass. Và công thức của nó thì liên quan đến Crystal nè, Emerald, Ruby và Sapphire đúng không? Mấy cái đó thì chắc mình đủ á. Crystal, Crystal, đây mình có nè. Sapphire thì mình cũng có một viên. Emerald thì mình, ấy, Emerald không biết nhà kia còn không ta? Ruby thì có nè. Vậy là mình còn thiếu Emerald với cái đá Andesite thôi. Ui, cái giờ mình còn thiếu đá Andesite nữa. Chắc một tí phải đi đi tìm đá Andesite rồi. Nhưng mà mình cần phải kiểm tra coi coi mình còn Emerald không cái đã. Hình như mình còn đúng không? Đây nè, cờ quá trời là đằng khác luôn á. Và bên đây thì không có chứa mấy cái đá. Vậy là chắc mình phải cưỡi một em Pokemon đi tìm cái đá rồi. Khu vực này có một cái vách núi nè. Ý, có cái hang luôn. Trong hang dễ gặp mấy cái đá Andesite đó lắm. Mình sẽ thử bay vô đây coi. Đá Andesite đâu? Lúc trước mình không không cần tìm á, mình gặp cả đống trong hang luôn á giờ. Giờ đi tìm chắc không ra cục nào luôn quá. Yêu rang luôn thấy không? Lúc lúc cần thì ha, cả đống, lúc không cần thì cả đống mà lúc cần thì không thấy đâu hết á. Nhưng mà hình như kế cái vách đá này á còn có một cái khu vực hang khác hay sao á mà lần trước mình cũng có tình cờ phát hiện thôi. Để bây giờ mình kiểm tra lại coi coi khu vực đó có mấy cái đá Andesite không nhá, nó cũng gần nhà. Đó đó đó. Ui, hy vọng là có, hy vọng là có. Đây nè, đây nè, đây nè. Được nguyên cái mỏ luôn. Và mình sẽ đào khoảng 8 cột giống như vậy. Nén nó lại. Vậy là được đủ rồi. Giờ thì mình sẽ bay về ngôi làng một cái giống như vậy. Rồi sau đó chạy vô nhà chị tá để chế tạo nhá. Đây có cái bàn chế tạo sẵn luôn. Ấn nhanh một phát. Búp. Được một cái Revo Class rồi. Với cái này thì mình có thể hô biến cho Thunderous của mình biến thành dạng Revo Therian á. Đây Thunderous xuất hiện nè. Và biến hình. Đó. Xếp cánh nhẹ một phát thôi đã trở thành dạng Thunderous Therian rồi đó các bạn ơi. Xịn 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 xịn. Và từ giờ mình có thể leo lên lưng của Thunderous. Đó. Và bay cực kỳ ngầu luôn á. Ui xịn chưa, xịn chưa. Và không biết khi biến thành dạng này á thì Thunderous có mạnh hơn không ta? Chứ nhìn là mình thấy ngầu hơn rồi đó. Wow. Được thiệt sự, được thiệt sự các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục với công việc chế tạo thêm bóng Pokemon thôi. Mình đầu tiên là những cái này để làm Ultra Ball nè. Kế đến thì mình cần thêm những quả bóng thường. Rồi một ít cái bóng màu hồng để làm lớp von màu xanh nữa nè. Rồi mình cần khoảng nhiêu đây thôi. Rồi sau đó mình sẽ vào trong chế tạo những cái nắp và tiến hành đập ra thành những cái nắp hoàn chỉnh nha. Trong lúc chờ đợi những cái nắp Pokemon làm ra thì mình sẽ lấy mấy em Pokemon chưa tiến hóa ra ngoài để cho ăn kẹo một xíu nha. Ở đây á, thì mình có em Amora vẫn chưa có tiến hóa các bạn ơi. Nên giờ mình sẽ tranh thủ cho mấy ăn luôn. Chị hồi Amora ra một cái nè. Ăn kẹo đi em ơi. Trời đang tối nè. Ăn vô một cái. Đó, đặc thù của Amora là chỉ tiến hóa vào ban đêm thôi đó các bạn ơi. Lần trước mình cho ăn kẹo không có tiến hóa. Nhưng mà bây giờ thì đã đúng thời điểm đi cho mấy tiến hóa rồi nè. Và khi Amora tiến hóa thì hình dạng sẽ thay đổi như thế nào? Trở thành Aurorus các bạn ơi. Và học thêm một kỹ năng hệ băng nữa. Được, được, cho em ấy học luôn. Wow, và giờ coi đẹp chưa kìa. Amora tiến hóa lên đẹp cực các bạn ơi. Và cũng có thể cho mình cưỡi nữa, di chuyển với tốc độ khá là nhanh luôn á. Mình thấy mấy Pokemon ở thời tiền sử thì có một đặc điểm là di chuyển rất là nhanh luôn. Trên cạn là di chuyển cực kỳ nhanh và dưới nước thì cũng tương đối nữa. Cái này dẫn đi khám phá trên cạn hết sảy luôn. Nhìn vậy thôi mà chạy nhanh ghê á. Rồi giờ thì tới Lilep thì sao? Lilep thì mới cấp 39 thôi nè. Ăn kẹo vô.
Ui, lên 40 cũng đã tiến hóa luôn rồi. Và khi Lilith tiến hóa thì sẽ biến thành, ui, đang đang đợi, đang thay đổi từ từ, đang thay đổi từ từ, và trở thành một kem Pokemon tên là Gradily các bạn ơi. Và hệ thì vẫn giống nguyên đúng không? Ừ, vẫn là hệ lá và đá nè. Ui. Nhưng mà em này nhìn hơi đáng sợ một xíu ha. Chắc tại em ấy là Pokemon hình cái cây á. Thôi tạm thời thì cho em Lilip vào, à không, Ka Gradily vào trong nhá. Lilip là tên cũ thôi. Và không biết nãy giờ nó làm xong mấy cái nắp chưa ta? Thấy cũng lâu lắm rồi á. Giờ mình không có cái bóng Pokemon nên cũng không dám đi xa xa để em bắt nữa. Gặp mà bắt không được thì tức lắm. Ủa, nó làm xong hết rồi. Tốc độ làm quá là tốt luôn á. À, giờ tôi sẽ thu hoạch hết cái số này để có thể mang vào trong và chế tạo nhá. Và chỗ này nữa. Mình gần hết than rồi các bạn ơi, để sắp tới mình sẽ dành thời gian ra để mình đi đào mỏ thêm á. Chứ hết than nó không có chạy luôn rồi nè. Cái này nó hết nhiên liệu chứ không phải là nó chưa làm xong đâu. Cho nhiên liệu vô. Rồi chạy hết chưa? Đó, chạy hết rồi. Giờ thì có nhiều làm nhiều trước đi. Ơi mà giờ mình nhớ, hình như mình thiếu đá cuội hay sao ấy. Ui trời mưa luôn rồi. Trời cứ ngày mưa hoài à. Ui. À có Pokemon chui vô nhà chị y tá còn khiêu chiến với mình nè. Thôi đi để mình chế tạo xíu. Mình sẽ lấy ra những cái nút bấm nè. Love Ball để bắt mấy em Pokemon dễ dễ tính nè. Rồi còn Fast Ball thì mình sẽ đợi cho có cái phần nút bấm á thì mình sẽ tiếp tục chế tạo tiếp nha. Rồi và hiện tại thì mình đang chế tạo nốt những cái bóng Pokemon còn lại á. Và giờ thì bóng Pokemon của mình đã có được ca cá rồi. Mình sẽ mang theo 7 loại bóng Pokemon này, kèm theo đó là một cái rương để bắt đầu cái chuyến khám phá cũng như là bắt thêm Pokemon nhá. Nhất là Mew ấy, hôm nay mình phải cố gắng tìm được Mew để mang về thí nghiệm thôi. Và mình sẽ trở lại cái khu rừng hôm qua coi, Jungle nè. Ở bên cái khu rừng này thì, ui trời vẫn mưa hả? Có khi nào trời mưa thì Mew sẽ xuất hiện không? Ừ, biết đâu được đúng không? Nên mình sẽ đi tiếp thêm một đoạn nữa. Và mình cũng có tham khảo thêm á, thì em Mew này thường thường sẽ ở trên tán cây hoặc là ở dưới mấy cái tán cây các bạn ơi. Đó, nên khu rừng này sẽ rất là khó khăn trong việc tìm đây. Vì ở những chỗ đó á, thì mình đôi lúc sẽ không có nhìn thấy rõ á. Với lại em Mew cũng không thuộc dạng Pokemon bự nữa, có chút xíu à. Nên đôi lúc sẽ rất là khó để tìm kiếm ấy. Úi Miu. À đây nè, đây nè. Ui cuối cùng mình cũng gặp được Miu rồi các bạn ơi. Hên thiệt á. Và em Miu này chỉ mới level 50 thôi à. Và mình sẽ đưa em Pokemon nào ra trận đây. Thử Greninja nhá. Ui được được được. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tấn công bằng một skill hệ thường thử xem. Wow, có vẻ gây được sát thương lên em Mew này. Và em ấy có phản đam cho mình không? Ừ, em ấy chưa phản đam thì thôi mình sẽ tiếp tục tấn công bằng kiêu hệ thường nhé. Để đảm bảo em ấy không có bị, ui, em ấy không có bị mất quá nhiều máu hoặc là ngõm luôn ấy. Để mình còn bắt các bạn ơi. Rồi phần máu đã được kéo đi rất là nhiều rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu bon những bóng chứa Pokemon thôi. Giờ đang là thời điểm ban đêm nên mình sẽ ưu tiên sử dụng Dust Ball đầu tiên, xem coi liệu có đủ may mắn để bắt được Mew. Và Dust Ball đầu tiên. Một Dust Ball. Một cái Dust Ball thôi. Là mình đã hốt được em Mew về đội rồi. Đây nè. Mew hệ tâm linh các bạn ơi. Được quá nha. Tạm thời mình sẽ đưa Mew ra để mình hồi máu cái đã. Vitamin vào trong xíu đi. Mình sẽ heal cho bố Mew luôn nha. Ui, chị hỏi Mew ra coi. Mew. Ui, đã chưa, đã chưa. Giờ đã có Mew rồi hả ta? Hay là mình về nhà mình thí nghiệm luôn nhờ? Ui, chắc phải tranh thủ thôi. Mew. Cứ kêu hoài à. Được, được, được. Về nhà một cái các bạn ơi. Có được Mew là về nhà liền. Ui, không ngờ lại gặp Mew dễ như vậy. Hôm nay có vẻ là tìm Mew dễ hơn rồi đó. Ở tập trước á tìm Mew miết à mà không có thấy các bạn ơi, toàn thấy mấy vị thần thôi. Và giờ thì vô trong. Đầu tiên công việc của mình á chính là insert Mew vào bên trong trước nè. Insert Mew vào một cái. Ủa? À, chỉ cần ấn vào thôi. Ui chết rồi.
Ủa mình cho vô đây rồi mình có lấy ra là được không? Ở đây scan và mình cần phải cho vô đây là khối kim cương, khối vàng cũng như là khối sắt. Ui chết rồi, mình cho Miêu mình vô trong cái lồng thí nghiệm rồi. Mình phải gắng làm nhanh nhanh mới được và mong rằng đừng đừng có mất Miêu luôn nha. Ví dụ mình thí nghiệm không thành công thì mong rằng đừng có mất Miêu chứ. Mất Miêu thì tiếc lắm. Đầu tiên thì mình sẽ lấy khối kim cương nè, khối vàng, rồi khối sắt. Nén nó lại cái. Đây, nén khối vàng trước nè. Rồi đến khối kim cương và cuối cùng là khối sắt. Không biết bên cái kho nhà mình á còn có đủ kim cương không nữa. Mình sợ thiếu kim cương thì không có đủ mà thí nghiệm lần hai á. Tại vì thí nghiệm này sẽ có tỷ lệ thất bại các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho lần lượt những thứ này vào. Sắt nè, kim cương và vàng. Rồi thí nghiệm bắt đầu. Ui Musashi đứng ở đây một hồi là toan đó. Và nó đang tiến hành các bạn ơi. Ui mình không dám nhìn cái cảnh này đâu. Đừng nha Miu, cố lên em ơi. No. Ra Pokemon gì vậy? Không thành công rồi. À không, may quá, Miu của mình vẫn còn. Yay. Không sao hết Miu ơi, không sao. Miu, Miu của mình vẫn không sao các bạn ơi. Và đây là Ditto hả? Mình farm luôn đi, thử coi coi farm Ditto sẽ được cái thứ gì nhá. Được một cái Slam cũng như là Metal Powder. Powder. Được được, Miu vô tiếp em ơi. May quá, thí nghiệm thì Miu vẫn không bị sao và mình có thể tiếp tục thí nghiệm lần hai. Nhưng mà bây giờ thì mình lại đang thiếu khối kim cương á. Mình sợ mình thiếu kim cương thôi. Nên mình sẽ lên đây và kiểm tra lại cho chắc nhá. Hy vọng. Kim cương. Để rồi. Vẫn còn kim cương các bạn ơi. Nén thêm ba khối nữa để thí nghiệm cho nhiều lần. Và cái này có sắt vàng nè, mình sẽ làm thêm vài khối sắt vàng đi. Khối sắt, khối vàng. Rồi, chuyến này mình sẽ thí nghiệm lại mới được. Mong rằng lần này thì có thể thành công nhá. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Rồi, giờ thì mình sẽ cho nốt cái khối kim cương vào trong. Và sau đó bắt đầu cái quá trình thí nghiệm thôi. Chuyển hóa từ Mew và sang đây, liệu rằng mình có thành công trong việc chuyển hóa từ Mew thành Mewtwo. Lần này thì hy vọng là được. Mình sẽ thu sẵn bóng chứa Pokemon mới được các bạn ơi. Đây rồi. Thành công rồi các bạn ơi. Thành công thiệt, là ngày thí nghiệm đã thành công rồi. Mewtwo hả? Được được được, mình sẽ cho Greninja của mình ra cấp 80 lận. Hơi bị xịn. Thôi cho Rayquaza trước đi, tại vì đây là Mewtwo lận đó các bạn ơi. Extreme Speed. Một kỹ năng cực kỳ mạnh của Rayquaza mà chỉ kéo được có tí tẹo máu thôi. Đúng là Mewtwo. Nhưng mà mình sẽ cố gắng thu phục được Mewtwo nhá. Rồi và mình sẽ nghiêng qua đây để cho các bạn dễ dàng quan sát cái trận chiến hơn. Rồi tiếp tục là Extreme Speed. Mình nghĩ mình nên tấn công thêm một hit nữa để có thể sử dụng cái Ultra Ball tốt hơn á. Đây và Extreme Speed thứ ba. Ấy, mình hết mình hết cái phần BB rồi. Hết BB thì dùng Hyper Voice. Oh no. Không sao, không sao hết. Vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Tưởng đâu đánh một phát ngõm luôn em ấy rồi chứ. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái giờ đang ban đêm hết ta. Dùng Dust Ball đi. Biết đâu được đúng không? Dust Ball không được thì mình sẽ chuyển sang Ultra Ball và xen kẽ vào những cái bóng Pokemon khác nhau á để có thể cố gắng bắt được cái em Mewtwo này. Rồi giờ thì đến Ultra Ball nè. Đó, xen kẽ từ giữa những cái bóng Pokemon khác nhau á. Mình nghĩ em Mewtwo này sẽ rất là khó bắt đây. Vì Mewtwo tới level 80 lận. Bình thường em level 60 là mình bắt á, rất là khó rồi. Huống hồ hôm này level 80 á. Rồi và cái đến là thử một cái Love Ball coi. Đỡ gió biết đâu Love Ball thì em ấy là chịu thì sao. Biết đâu được. Và sau một ngày một đêm thì cuối cùng mình cũng đã bắt được em Mewtwo rồi các bạn ơi. Cứ tưởng là không bắt được rồi chứ. Hên thì sự, hên thì sự. Rồi tạm thời thì cho Mewtwo vô đây nè. Đó.
Và chỉ hồi mới chưa ra thôi. Ui ui ui, nhầm 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 nhầm, không nhầm nét không đây mà. Mewtwo đây, ta-da. Ui, khó tính thì cơ. Nhưng mà công nhận Mewtwo ngầu thiệt các bạn ơi. Và liệu rằng mình có thể cưỡi Mewtwo không? Ồ, mình có thể cưỡi cưỡi Mewtwo nè. Và hệ thì vẫn là hệ tâm linh thôi các bạn ơi. Và đây là tiến hóa Mega. Ui, đã giờ. Ui, nhìn đã ghê luôn á. Ừ, và xem chỉ số của Mewtwo xem như thế nào ha. À, đầu tiên về sức mạnh thì máy có 177 điểm sức mạnh và tốc độ thì rất là nhanh luôn, 260 lần. Vậy là Mewtwo là một Pokemon thiên về tốc độ các bạn ơi. Sướng sướng sướng. Rồi và hồi nãy hình như cái khu vực này nó đã bị đổ vỡ rồi. Iro rồi kìa. Vậy là Mewtwo được sinh ra bằng cách từ quá trình nhân bản bị lỗi á các bạn ơi. Ra là vậy. Mà may mắn hay á là mình vừa có được Mewtwo nè và vừa giữ lại được một em Mew nữa. Như vậy thì bắt được một Pokemon, được tặng thêm một Pokemon nữa các bạn ơi. Rất là may mắn luôn á. Nhưng mà công nhận Mewtwo khó bắt thiệt á. Các bạn xem bóng chứa Pokemon của mình này, mình dùng hết cái số Ultra Ball cũng như là Love Ball với một vài loại bóng Pokemon khác á thì mới bắt được em ấy á. May mà bắt được, tới đâu không bắt được là chắc mình dùng hết cái Master Ball luôn quá. Trời cũng đã tối rồi, hay là hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một vài nơi ở khu vực sa mạc đi, vì ngoài đó có khá là nhiều boss xuất hiện á. Hội quán Stone đây, hội quán này kế vùng sa mạc nè. Triệu hồi Mewtwo ra và đi thôi. Mewtwo để coi có kỹ năng không. Mewtwo thì chỉ có kỹ năng bình thường thôi các bạn ơi, chứ không có kỹ năng nào kèm theo hết á. Khá là tiếc á, phải chỉ có một kỹ năng giúp mình có thể di chuyển khi cưỡi em ấy nhanh hơn thì hay. Và đây là phía bên ngôi làng rồi. Hổm rày mình chỉ mới có hai cái huy hiệu hay sao à, đúng không? Ừ, mình mới có hai cái huy hiệu thôi. Hay là hôm nay chúng ta cùng nhau đi săn huy hiệu ta? Nghe cũng có vẻ hợp lý á. Được, mình sẽ cưỡi Mewtwo đi săn huy hiệu thôi. Và mình sẽ đến một cái hội quán bất kỳ đây. Đây, một hội quán nè. Quý. Đây, hội quán này ở trên một cái cây khổng lồ hay sao á. Và phía cạnh này còn có một cái ngôi làng nữa chứ. Để mình, ok, kim tự tháp. Để mình vô đây mình kiểm tra thử nhá. Coi coi phía dưới cái kim tự tháp này có những cái gì. Rồi, đáp xuống một cái. Ui ui, cẩn thận cẩn thận. Giờ mà mình té ngay cái tấm áp lực là có nước bành sát á. Rồi và đi xuống dưới, đọc cái này ra. Mở ra nè, được những cái gem. Còn một trái táo vàng luôn. Kế đến là một cuốn sách mending. Mending này mình sẽ ép vô cái cánh nè. Mình chưa có cái mending trong cái cánh á, giúp mình có thể tự sửa chữa. Và có vàng thôi, tính ra cái kim tự tháp này cũng không có nhiều đồ xịn ha. Có được đúng cuốn sách mending là mình thấy xịn à, còn mấy cái kia thì khá là bình thường. Rồi, trèo lên và lắp cái này lại. Trả lại vẻ nguyên vẹn cho cái kim tự tháp. Ở cái này sao mình leo lên trên ta? Chắc mình phải đào lên trên rồi. Nên này là phải đào. May mà mình có đem xẻng á, nhưng thôi là chắc cũng khó mà đào lên đây. Và mình sẽ đột nhập vào bên trong cái hội quán luôn. Và cạnh đây còn có nhà bác hợ rèn nữa. Tranh thủ, tranh thủ. Được thêm một cái Iron Blade nữa. Chôm được nhiêu đồ thì chôm thôi. Được cái Steel Gem nè, khá là hay nha. Và nhà chị y tá. Ui, ngôi làng này có nhà chị y tá rồi. Lâu lắm rồi đó mới gặp chị y tá trong mấy ngôi làng. Cất những thứ cần thiết vào trong đây, chỉ chừa là những thứ mà mình cần thiết, như là mấy bóng chứa Pokemon nè. Còn bóng nào không? Đó, mình còn được có bốn loại bóng Pokemon thôi. Xô nước đi dập lửa, lỡ mà lọt xuống nước nè. Xô nước đi dập lửa, lỡ mà lọt xuống nước nè. Thôi, lấy lại cái Rusuka và vô trong cái hội quán thôi. Hội quán này không biết có mấy cái pho tượng không ta? Ở mấy lần trước á, mình đến hội quán quay thì phải, hội quán dao động thì mình gặp một cái pho tượng Pokemon. Và có vẻ cái hội quán này thì không có cái pho tượng Pokemon rồi. Ui, hình như đây là chủ hội quán đúng không? À, vậy là mình đánh với chủ thôi các bạn ơi, không đánh với mấy người kia đâu. Vậy cho nó nhanh. Rồi và mình sẽ chiến đấu với Pokemon nào đây? Pokemon là Mushroom, dùng tuyệt kỹ Z luôn nè. Để coi coi có chịu nổi một skill của tuyệt kỹ Z không.
Còn một tí tẹo máu hả? Và chỗ quán này có Pokemon cấp không cao cho lắm các bạn ơi, chỉ mới cấp 49 thôi ấy, nên mình nghĩ mình có thể chiến thắng khỏi quán này và mang về cái huy hiệu thứ ba. Giờ thì tới em mất Crow nè. Ồ, chỗ hồi quán này cũng có Aerodactyl luôn, cấp 49. Được thực sự nha. Không ngờ là sở hữu một Pokemon tự hóa thạch luôn á. Và đánh Thunderous của mình hơi bị đau, nhưng mà bị giật bộ phát ngủm củ tỏi luôn rồi. Giờ thì tới Jump Love kìa. Mình thấy chiêu Thunder của Thunderous á rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đánh mấy Pokemon cấp 4 mấy là ha, có thể one shot được luôn á. Và tốc độ của Thunderous định nói mới cái là nhanh là dễ bị quýnh rồi. Không sao hết. Và Mewtwo mình có test thử mấy kỹ năng này nhưng mà mình thấy nó không có gây được sát thương các bạn ơi. Hay à, chắc là hồi nãy mình dùng bị khắc hệ á nên không có gây được sát thương. Chắc vậy rồi. Thì gì hồi nãy mình đánh mà không có gây được sát thương tí nào hết trơn á. Rồi giờ thì tới Nocturne nè, em Pokemon thành con chim thử coi gây được sát thương không. Được kìa. Hơi bị thốn là đừng khét. Quả thật là Mewtwo rất là mạnh các bạn ơi. Và thử kỹ năng này coi. Kỹ năng này thì không được à. Vậy thì trở lại với Confusion thôi. Và búp, đánh bại luôn Noctowl rồi. Và mình đã chiến thắng cái trận chiến này. Để xem, mình được một cái Zephyr Badge, nguy hiệu Zephyr các bạn ơi. Và thêm một cái đĩa nữa. Được thực sự nha, đĩa có 60 điểm sức mạnh thôi nhưng mà mình thấy cũng khá là ổn rồi. Như vậy thì hôm nay thì chúng ta đã có được thêm một cái huy hiệu mới rồi, đó chính là Zephyr gắn vô. Nâng tổng số huy hiệu mà mình sở hữu lên được là con số 3 rồi đó nha. Thích 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 đó. Và mình sẽ sắp ui ấy em lỡ vô thôi mấy anh ơi. Mình lỡ trượt chân vô thôi chứ mình không có muốn vô đây kiếm chiến đâu. Kiếm chiến chủ hồi quán là được rồi. Úi, phía xa xa này là một em Gabite đúng không? Gachomp chứ nhầm. Được, Gachomp với Mewtwo. Thử xem. Wow, cấp 90 đấy, không đùa đâu. Hơn Mewtwo mình 10 cấp lận. Mình sẽ thử dùng Confusion coi gây được sát thương không. Ui, được đó. Nhưng mà bị phán đam ngợp rồi. À, muốn hệ rồng đánh với hệ rồng chứ gì. Được, Rayquaza sẽ tấn công bằng tuyệt chiêu là chiêu này đi, dùng tuyệt. Ui, ra chôm one shot Rayquaza của mình luôn kìa. Căng thẳng nha. Chết rồi, gặp ra chôm thứ dữ rồi các bạn ơi. Chôm này sao mạnh dữ vậy. Ui, Gachom quýnh một hit một ngủm của tỏi em ấy luôn. Căng đó, căng đó. Giờ mà Evoto mà thất bại một phát là mình có tỷ lệ thua rất là cao luôn. Mình lo cho em Reninja quá, tại vì Reninja còn cấp khá là thấp á các bạn ơi. Nó bị one shot luôn rồi. Đúng là một Gachom level 90 rất là đáng sợ. Rồi thử cho em Necroma ra trận coi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ này. Nhưng mà về cấp độ thì mình nghĩ không nên đưa Gachom cấp thấp của mình ra đâu. Chả khác nào làm trò mèo cho Gachom này. Rồi lần này thì Charizard sẽ tiếp chiêu nha. Tiến hóa Mega và phun lửa nè. Chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Charizard nhà mình đi. Tiến hóa Mega X. Và chuẩn bị nè. Boom. Rồi phun lửa. Đợi đấy Gachom level 90. Sắp tới mình sẽ trở lại và Gachom của mình sẽ là đối thủ của Gachom đó nha. Chứ bây giờ Gachom của mình với dạng Pokemon của mình chưa phải là đối thủ á các bạn ơi. Và phía xa xa như còn có một cái ngôi làng nữa kìa. Để mình bay qua ngôi làng đó coi coi mình đó có thêm cái hội quán không nhá. Ui đâu vậy, còn có một cái Ultra Chest nữa chứ. Mở luôn. Thử vận may. Mở ra một cái. Được một cái điểm Submission có 80 điểm sức mạnh. Cũng ổn. Mà không biết ban ngày chỗ này còn xuất hiện em Pokemon huyền thoại nào không ta. Để mình hồi máu cho mấy em Pokemon nhà mình cái đã. Rồi nhà chi tá lại xuất hiện cảnh đây. Và thêm một cái chest nó nằm ở trên độ cây luôn nè. Nằm gì chắc khó lấy lắm. Và mở ra.
được một cái full restore, một cái lọ thuốc cho mấy Pokemon. Nhìn xa xa thì úi, mấy Pokemon gì nhìn lạ vậy, nhỏ xíu à hả, mà có cánh luôn kìa. Cái này có phải hệ rồng không, nhìn giống rồng vậy. À, Midoran hệ độc các bạn ơi, chứ không phải hệ rồng. Hay là bây giờ em này mới cấp 4 à, cá là yếu luôn á. Thử dùng một cái bóng thường coi, liệu rằng khi mình dùng bóng thường lúc chưa chiến đấu thì có thể bắt được một em Pokemon ở bên ngoài như vậy. Nếu anh bắt được em không, thành công thôi, thành công các bạn ơi. Có vẻ em này cũng hơi khó tính đó, nhưng mà mình sẽ thử nha. Ui, mình phải dùng cái quyết bon đấy các bạn ơi. Dùng cái bóng Pokemon thường mình chọi miết mà em ấy không có chịu về đội á. Vậy là mình đã rút ra thêm được một bài học nữa rồi. Gặp mấy em vậy thì tốt nhất nên dùng quyết bon đi cho nó nhanh á. Và đằng kia có em Electrai kìa. Với phải hình như cái vùng Savanna này á còn một em Pokemon huyền thoại nữa cơ, ngoài Victini á. Để bây giờ mình sẽ thử áp cai coi coi Pokemon huyền thoại đó có chịu xuất hiện không nha các bạn. Để mình bắt nốt luôn á. Wow, mình gặp một cái hội quán mới các bạn ơi. Ui, hội quán này có em Pokemon gì ở phía trên nè. Các bạn nào có biết tên của loại Pokemon nào không thì đừng quên comment phía dưới nha. Ui, em này nhìn cũng có vẻ khá là đẹp đây. Và mình sẽ thử vào trong đây một cái. Và trước khi vào thì mở luôn cái chat này đi. Mở ra. Được cái mèo hồi vứt luôn. Mèo mình đâu có gửi cho ai đâu mà cần. Và vô trong thôi. Wow, hội quán này có vẻ xịn sò đây. Ủa cái gì vậy, không cho mình vô, bị đẩy nè các bạn ơi. À, phải đi đúng đường, phải đi đúng đường mới được. Nè, có cái đường đi vô nè. Hội quán này xịn nha, có đường tự động luôn. Được đó, được đó. Rồi, đi vô thôi. Mình nên cân nhắc lại cái việc thi đấu trong cái nhà thi đấu này các bạn ơi. Những cái Pokemon của mấy nhà thi đấu, nhà huấn luyện này á rất là mạnh luôn. Ghét cấp Pokemon mà hết trơn hả. Có mỗi Mewtwo của mình lại là bờ 80 thôi đó. Còn như là ghét Pokemon mình ít nhất là 10 cấp. Có khi ghét cả 20 cấp nữa cơ. Đánh đấm như tầm này nữa. Ui, và khi kết liễu được một mục tiêu thì em Greninja của mình đã trở thành dạng Ash Greninja rồi. Các người chuẩn bị mềm mình đi. Và coi nào, mình sẽ sử dụng Hydro Pump. Đó. Quá là mạnh, quá là mạnh. Nhưng mà mình thua rồi. Mình thua mất tiêu rồi. Ui, sao đẩy đưa mình vô trước trong đây rồi. Gì vậy, tôi muốn đi ra ngoài. Chết không. Ui giời, cười giời, sao ra ngoài đây. Đi ra ngoài vậy. Để mình coi coi. Vô đây xong không cho ra luôn rồi. Không quá gì kỳ cục kẹo hả. Ây da, chết rồi, mình bị mắc kẹt rồi. Dừng. Có đào ra không? Tôi đào xong rồi tôi đi ra chứ tôi không có cố ý phá đâu. Hội quán xây gì kỳ gì đâu để mấy cái huấn luyện viên ta đi lạc trong đây mất tiêu à. Rồi, gắn lại nè, mệt quá. Gì đâu xây kỳ cục ha. Gắn lại. Ui. Gắn lại vô đây. Vô đây một cái. Ủa sao mình bị dương khói ta? Không biết nha, cái này tôi không biết nha. Cái này tôi không biết gì đâu á. Đi ra ngoài rồi các bạn ơi. Cái ở quán gì đâu nguy hiểm thiệt sự. Đánh thì đánh lắm lại và tù nhốt người ta nữa. Chả luôn nè, không thèm ở đây nữa đâu. Gì đâu mà vô Pokemon gì mạnh dữ, ai mà đánh lại không biết nữa. Chắc mình phải train Pokemon mình thêm các bạn ơi. Mặc dù Pokemon mình cũng dạng hơi hơi khỏe rồi đó, mà cũng không có đánh lại trong đó thôi. Bị ghét cấp nhiều quá à. Nên thôi tạm thời thì mình sẽ đi tìm một Pokemon bắt còn vui hơn á. Ở đây có một cái Ultra Chest. Thử vận mấy Ultra Chest xuất hiện. Một cái đĩa Frost Bridge, hơi thở băng và 60 điểm sức mạnh. Khá là ok. Và hồi nãy mình chưa có test cái em Necroma cho các bạn xem đúng không? Giờ mình sẽ thử test nha. Necroma sẽ thay thế cho chỗ của Charizard vô trong nghỉ ngơi đi em ơi. Rồi, Necroma xuất hiện nè. Sau đó tạo ra một cánh cổng em ơi. Sử dụng kỹ năng tạo cổng Ultra.
Chỉ ở đây, tạo cổng bên đây luôn. Và cái cổng này mình hoàn toàn có thể chui vào bên trong nha các bạn. Nhưng mà thôi đi, giờ mình đi bắt Pokemon trên đây cái đã. Vì mình chưa có gặp em Pokemon ở cái vùng Savannah nữa. Nếu mình biết không lầm thì hình như vùng Savannah này vẫn còn một loại Pokemon nữa mà mình chưa có gặp được. Phải ghé đi tìm lại Pokemon đó thôi. Và trong lúc tìm thì không thể quên nhặt những cái chest giống như vậy để tìm thêm đĩa. Và kỹ năng này có 20 điểm sức mạnh à. Không ok cho lắm. Rồi cứ đi tiếp thôi. Úi, ở đây có một Pokemon gì đã vậy? Xin cấp 15 thôi. Được, mình sẽ dùng cái Quick Ball để thử coi liệu Quick Ball có thể bắt được em này. Đang rất là hợp và tinh được rồi. Quick Ball ngay nha. Ủa sao hồi nãy mình không bắt em này ta? Ủa em này là em khác à? Em này là Lucio. Ủa Sinh này có phải là dạng tiến hóa của Lucio không ta? Em này là hệ điện đúng không? Còn em mình vừa mới bắt là hệ gì đây? Hệ điện luôn. Ủa sao mình thấy hai em này có nét gì đó giống giống nhau á. Nhưng mà tạm thời cứ bắt đi, thử thử cái Quick Ball thêm một lần nữa nhá. Quick Ball thì mình bắt mấy em Pokemon trong lượt đầu thì khá là dễ á. Liệu rằng Quick Ball có thể phát huy sức mạnh lần hai? Em này cấp 29 lần chắc khó hơn đây. Ơi nhưng mà vẫn bắt được. Chế tạo Quick Ball quả không sai các bạn ơi. Bắt Pokemon dễ hơn hẳn á. Mấy Pokemon thiếu yếu thì cứ quăng ra cái là được luôn à. Và đây là dùng sa mạc rồi. Ở đây thử có em Pokemon hình kia kiếm. Em này thì mình bắt rồi trong đợt đi tìm hóa thạch á. Nên giờ thì mình sẽ không có bắt nữa. Và tiếp tục cùng với Mewtwo đi tìm Pokemon thôi. Ở đây có em Pokemon giống Cola vậy. Cô Mala. Cầm cái trống nè. Dễ thương nghe ha. Bắt luôn, dễ thương cũng bắt luôn. Rồi, vô Quick Ball đi em ơi, về với đội của anh. Và chịu không, chịu không? Dễ thương gì chắc dễ tính mà. Ê, dễ thương nhưng mà không không dễ tính tí nào nha. Chắc em ấy muốn chiến đấu rồi. Và khi pha em này coi được mía hả? Vì em này ăn mía rồi. Em này thì mình gặp khá là nhiều trên mấy cái đầu cây nè 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 các bạn thấy không? Trên đầu cây còn cả đống luôn á, nên mình pha em này vẫn còn em khác để mình bắt mà. Mình tìm em dễ tính mình bắt thôi, mấy em khó tính quá mình khó mà thuần phục lắm. Và cuối cùng cũng bắt được em Komala đó rồi. Ở trên bầu trời này có mấy em bay bay nè. Không biết có nên lên bắt em đó không ta? Thử thử thử. Ủa? Ở đây có cái kim... À không, cái kim tự tháp này mình khám phá rồi. Mình nhớ cái kim tự tháp mình có khám phá rồi, quên mất. Tưởng đâu chưa khám phá, mình lựa vô mình khám phá luôn á. Rồi và khiêu chiến thành công với em Skarmory rồi, mình sẽ thử tấn công nhẹ mấy một hit coi. Extreme Speed á, thì chỉ kéo được có gần 1 phần 3 cây máu thôi. Nên chắc phải tấn công khoảng 3 hit. À không, 2 hit lại mấy gần ngỡm rồi. Vậy bây giờ mình sẽ dùng ngay cho mình cái quả Dust Ball nhá. Để bắt em này nhanh nhanh rồi đi tìm Pokemon huyền thoại mới được. Mà có vẻ hôm nay tỷ lệ gặp Pokemon huyền thoại hơi ít đó nhờ. Mình đi nãy giờ chưa gặp em Legendary nào luôn, buồn ghê á. Và mình đã bắt được em Skarmory bằng một quả Dustball rồi. Thật là tuyệt vời. Và xem coi, em ấy là Pokemon sẽ có hệ bay rồi nè và hệ thép. Thì ra Skarmory là Pokemon hệ thép à. Và bây giờ đang là bình minh rồi nè. Pokemon huyền thoại đâu xuất hiện đi. Đi nãy giờ toàn gặp mấy em Pokemon thường không à, không có Pokemon huyền thoại á. Ở dưới này có em trâu ba đuôi nè. Úi, mình lại gặp thêm một cái hội quán rồi. À không 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 không, cái đó là cái hội quán mình vừa đánh á. Được một cái đĩa chưa gõ sức mạnh nữa. Bây giờ thì mình đang đi khám phá bên cái khu vực gần gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Đổi địa điểm một xíu coi coi liệu có đổi giận không nhá. Gặp được một vài Pokemon nào mới mới để mình bắt luôn. Và tình trạng giờ thì mình cũng không có nhiều bóng Pokemon nữa, mình chủ yếu là có Dustball thôi. Mà Dustball á bắt vào ban ngày thì sẽ rất là khó để có thể bắt được những em Pokemon á. Nên giờ thì hầu như mình chỉ còn được Quick Ball nè, Deep Ball với bóng Pokemon thường thôi. Dustball thì ban đêm mới dùng nha. Và mình lại gặp thêm một cái tòa tháp rồi. Tòa tháp này có cái lồng spawn mấy em Pokemon á.
Nhưng mà trên này có Master Chest nè, mình sẽ mở luôn cái Master Chest xem coi có được cái gì. Ui, cho mình một cái Quick Ball kìa. Hên nha, đó là cái Quick Ball đầu tiên mà mình mở ra từ cái Max, từ một cái Chest á. Cũng được, và đây là cái Poké Chest bình thường, mở ra luôn. Từ một cái Figgy Berry. Đằng kia có em Corphid kìa. Nhưng mà sao cái Master Chest nó chưa mất ta? Nó cứ hiện hoài à. Và đó cũng là một trong những địa điểm mà mình thường farm Pokemon á. Và ban đêm thì những cái khu vực tháp như vậy thì sẽ xuất hiện rất là nhiều Pokemon hệ ma luôn á. Mình cứ lại đó mà farm các bạn ơi. Và đây là một cái ngọn núi nè. Không biết trên ngọn núi này liệu có Pokemon cho mình bắt không. Ý, có bé Ducklet nè. Dịch bé dịch bé dịch. Xuống nước à. Xuống nước thì cho Deep Bond vô liền. Deep Bond. Liệu rằng Deep Bond có thể bắt được em ấy. Nó cứ xuống nước là cho Deep Bond liền. Chỉ cho nó nhanh. Ui, đằng kia có em Pokemon gì kìa. Hệ điện đúng không? Này không biết hệ điện hay hệ rồng nữa. Coi thử. Em hệ rồng. Chamao. Chamao xuống nước hả? Xuống nước thì cũng cho Deep Bond luôn. Nhưng mà mình sợ em này chắc khó bắt á. Ồ đúng rồi, em này khó bắt thì các bạn ơi. Đó. Nhưng mà Deep Bond vẫn có thể phát huy được sức mạnh và bắt được em Chamao rồi. Xem thông tin liền. Bắt kiểu vậy á thì mình sẽ không gây được, không có đánh em ấy á. Và em ấy sẽ đỡ mất máu hơn hẳn các bạn ơi. Em ấy còn yếu à, mới cấp 15 thôi. Nhưng mà từ từ thì mình sẽ train cho em ấy sau nhá. Hôm nay bắt cũng được cài cáo Pokemon á. Nhưng mà có điều hơi tiếc là mình không có gặp được Pokemon huyền thoại để bắt thôi. Cũng hơi buồn á, nhưng mà không sao đâu, cố lên. Cái thằng này thì có mấy Pokemon kia mình gặp ngoài à. Thử băng qua ngọn núi này coi coi có cái gì đặc biệt khác không nha. Một cái Thunderstone luôn. Hôm nay hên thiệt á chứ, mở mấy cái chest này rơi ra mấy cái đồ mà trước giờ mà ít khi ra không mà. Từ một quả Quick Ball nè, giờ thì đến Thunderstone luôn. Đỡ phải đi đào mấy cái Thunderstone shack á. Phía trước mình đang có một cái kim tự tháp nữa. Trong đây tính ra dễ gặp kim tự tháp luôn á. Một vùng sa mạc mà mình cứ đi đến đâu á, có sa mạc là mình gần như là tìm được một cái kim tự tháp ở cạnh khu đó luôn. Tức là gặp kim tự tháp khá là cao. Và đập cái đĩa đó đi, đập cái tấm áp lực đi để tránh trường hợp đạp trúng á. Được cái Earth Play khá là ok, cất cát vô trong nè. Rồi Emerald Fire Gem. Được được được. Rồi một quyển sách Bunch. Cuốn sách đó thì mình đâu có dùng cung đâu, cũng hơi không công dụng cho lắm. Và được thêm một cái play nữa nè. Mình sẽ nhặt thêm cát để làm block và chồng đi lên nhá. Có thêm vàng thì mình cũng sẽ lấy luôn nè. Rồi đó là toàn bộ những thứ mà mình có thể lấy được rồi. Và mình sẽ bắt đầu trèo lên trên và tiếp tục đi tiếp nhá. Đi khám phá cũng đã khá lâu rồi đó các bạn ơi, nhưng mà mình không tìm được Pokemon huyền thoại á, xui ghê luôn. Nhưng mà không sao, mình cũng bắt được một vài Pokemon mới mới trong ngày hôm nay á, như là em chim nè, rồi em Chamao nè, em vịt, em gấu koala, rồi em Lucio nữa. Không biết em, không phải em Sinx này á, Sinx này có phải là dạng tiến hóa thành Lucio không, nhưng mà mình cứ bắt trước đi. Bắt được tới 7 Pokemon nè. Kèm theo đó là một em Mewtwo khi mà mình may mắn thí nghiệm thành công á. À không. Cái này là Ero mà, nó lỗi cái nó thành Mewtwo luôn á. Rất là hên luôn. Và với Mewtwo thì mình sẽ có được một Pokemon nè, vừa mạnh mẽ, vừa ngầu và còn có thể giúp mình bay lượn nữa nha. Nên trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng sử dụng Mewtwo vào những trận chiến để có thể đánh bại được những Pokemon hùng mạnh hơn và mang về những món đồ xịn hơn nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.